Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do võ Thái Hà tóm lược. Moderna, vaccine COVID-19, không có bằng chứng nào cho thấy có thể ngăn virus lây lan. Trách ngược với tin vui cho người dân về việc vaccine của hãng Moderna có hiệu quả tới 95%, thì chính giám đốc y tế của hãng này cho biết vaccine của họ vẫn chưa chứng minh được khả năng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 11, Zax trả lời phỏng vấn với Axios trên truyền hình. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thận trọng khi tiêm chủng và không giải thích quá mức về hiệu quả của vaccine. Khi bắt đầu triển khai vaccine, chúng tôi không có đủ dữ liệu cụ thể để chứng minh rằng vaccine này làm giảm sự lây truyền. Jack chia sẻ thêm, tôi có tin vaccine có làm giảm sự lây truyền không? Dĩ nhiên rồi. Lý do tôi nói điều này là do khoa học. Nhưng không có bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố này. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta không nên chỉ dựa vào tiêm vaccine. Nó có thể làm thay đổi thói quen phòng bệnh hiện có. Nhận xét của Jack đã gửi một tín hiệu khác. Ngay cả khi các hãng được sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả ở mức cao, thì nó sẽ cần thời gian để chấm dứt đại dịch toàn cầu và giúp nền kinh tế phục hồi lại. Tạm dừng kế hoạch 33 chuyến bay đưa người Việt về nước mỗi tháng. Đề xuất triển khai kế hoạch 33 chuyến bay mỗi tuần từ mùng 1 tháng 12 đến 15 tháng 1 năm 2021 đưa người Việt từ Hàn Quốc, Nhật Bản Đài Loan về nước bị tạm dừng sau khi Thủ tướng Chính phủ Hà Nội chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để hạn chế COVID-19. Báo Nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết như vừa nêu và loan tin ngày 2 tháng 12. Tin cho biết Cục Hàng không Việt Nam mới gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lấy ý kiến về kế hoạch 33 chuyến bay vừa nêu chưa được cấp phép bay. Theo đề xuất, người Việt ở ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan muốn về nước sẽ mua vé dưới dạng combo, gồm vé máy bay và chi phí cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 1 tháng 12 đã chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại đón khách về Việt Nam, chỉ thực hiện chuyến bay giải cứu những người khó khăn, thực sự cần thiết. Hiện tại, mỗi tháng vẫn có 10 chuyến bay giải cứu công dân. Người Việt muốn về nước sẽ liên lạc với các đại sứ quán và được về nước trên các chuyến bay giải cứu vừa nêu và sẽ phải cách ly tại cơ sở do quân đội quản lý. Mỹ siết chặt quy định visa đối với đảng viên Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 2 tháng 12 năm 2020 đã ban hành các quy định mới siết chặt thêm chế độ thị thực nhập cảnh Mỹ đối với đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ. Theo tiết lộ của Nhật báo Mỹ New York Times ngày 3 tháng 12, trích dẫn các nguồn tin nắm rõ hồ sơ này. New York Times cho biết là, theo quy định mới, thời hạn thị thực nhập cảnh đối với các đảng viên Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ chỉ còn là một tháng và chỉ có giá trị một lần duy nhất. Cho đến nay, các đảng viên cộng sản tương tự như mọi công dân Trung Quốc khác đều có thể xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ với thời hạn có thể lên đến 10 năm. Chính quyền tổng thống Trump đã đưa tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc, được viết tắt là CNOOC và ba công ty khác vào danh sách đen, nói rằng những công ty này có quan hệ với quân đội Trung Quốc theo Reuters. CNOOC là chủ sở hữu của dàn khoan hải dương 981 từng ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014. Bên cạnh CNOOC, ba công ty Trung Quốc còn lại bị đưa vào danh sách đen là hãng sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC, công ty công nghệ xây dựng Trung Quốc và công ty tư vấn kỹ thuật quốc tế Trung Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen 35 công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội của Bắc Kinh. Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời Mỹ do lo ngại bị trừng phạt vì ăn cắp công nghệ. Theo hãng tin Reuters, các quan chức an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ hôm mùng 2 tháng 12 cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tháo chạy khỏi Hoa Kỳ trong bối cảnh Washington trấn áp tội phạm liên quan đến ăn cắp công nghệ đồng thời cho biết thêm rằng các đặc vụ trung quốc đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào chính quyền do ông biden đang tạo lập john demers giám đốc bộ phận an ninh quốc gia của bộ tư pháp hoa kỳ nói trong một cuộc họp thảo luận do viện nghiên cứu aspen tổ chức rằng các nhà nghiên cứu trung quốc đã rời khỏi mỹ khi bộ này bắt đầu khởi xướng nhiều vụ án hình sự chống lại các đặc vụ trung quốc vì tội gián điệp công nghiệp và công nghệ. Một quan chức khác thuộc Bộ Tư pháp cho biết Hoa Kỳ đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị coi là mối đe dọa về an ninh quốc gia của Mỹ. Việt Nam gỡ bỏ nhiều kênh YouTube bị nói có nội dung nhảm nhí, giật gần. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày 4 tháng 12 ra thông báo cho biết bốn kênh YouTube có nội dung nhảm nhí, giật gân, cờ bạc, bạo lực đã bị Google ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo và gỡ bỏ kênh. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin dẫn thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông như vừa nêu, cụ thể có khoảng 15.000 kênh YouTube tại Việt Nam được bật nút kiếm tiền, trong đó có khoảng 350 kênh có doanh thu từ 1 triệu người đăng ký kênh trở lên nhưng chỉ có 30%, tức khoảng 5.000 kênh có quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị Google xem xét và yêu cầu các kênh YouTube bật nút kiếm tiền tại Việt Nam phải đăng ký vào các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam để đảm bảo việc quản lý. Găng tay y tế đã qua sử dụng nhập vào Việt Nam lực lượng chức năng Việt Nam vào ngày 3 tháng 12 phát hiện 2 container găng tay y tế đã qua sử dụng nhập từ Trung Quốc đến cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin, đi thì lô hàng hơn 1.000 thùng cotton chứa găng tay cao su các loại, nhầu nát, dính bụi bẩn, mốc, không nhãn hiệu. Lô hàng này do công ty TNHX sản xuất và SNK thiết bị y tế Sài Gòn Trading Groups nhập từ Trung Quốc về Việt Nam. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp ghi tổng trọng lượng lô hàng hơn 5,6 tấn găng tay dùng cho nhà bếp không nhãn hiệu, còn mới hoàn toàn nhập khẩu từ Trung Quốc. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ cuối tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp đã xuất trình hàng cho Tri Cục Hải quân cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra. Tuy vậy, sau đó doanh nghiệp không đến làm việc, dù được mời nhiều lần. Hải quan tiến hành kiểm tra vắng mặt, vắng mặt doanh nghiệp theo quy định tại Điều 34 Luật Hải quan năm 2014. Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi người dân Georgia tiếp tục chiến đấu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12, Phó Tổng thống Mike Pence xuất hiện trong cuộc vận động tại tiểu bang Georgia. Ông kêu gọi người dân tiểu bang bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, David Perdue và Kelly Laffer. Trong cuộc chạy đua vào Thượng viện sắp tới, theo preboard Phó Tổng thống nhấn mạnh con đường dẫn đến Thượng viện của Đảng Cộng Hòa phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ của tiểu bang Georgia. Khi ông Penn hỏi người dân, các bạn sẽ sắt cánh cùng tôi chứ? Những tràng pháo tay lớn đã vang lên. Ông nói Ossoff và Warnock ủng hộ ngành phát hai hoạt động bằng tiền thuế của người dân, trong khi bà Leffler và ông Perdue thì kiên quyết bảo vệ sự chống sự sống của thai nhi phó tổng thống kêu gọi người dân bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ Leffler và Perdue để giành quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện. Hãy tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi cần các bạn bỏ phiếu. Georgia, ông Penn phát biểu. Hacker nổi tiếng thế giới bất ngờ làm chuyên gia an ninh mạng Việt Nam. Ngô Minh Hiếu, hacker nổi tiếng thế giới từng ngồi tù ở Mỹ 7 năm, bất ngờ trở thành chuyên gia an ninh mạng của việt nam ngô minh hiếu người từng bị fbi bắt giam tác giả nổi tiếng với bài viết lời tự thú của hacker việt sau 7 năm ngồi tù ở mỹ hiện là chuyên gia của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia việt nam được viết tắt là ncsc thuộc bộ thông tin và truyền thông hiếu cũng là nhân viên duy nhất của ncsc tại thành phố hồ chí minh trả lời Dình, Ngô Minh Hiếu, hacker cho biết anh chính thức gia nhập Trung tâm Giám sát Không gian mạng quốc gia NCSC. Tôi sẽ đại diện văn phòng miền Nam của NCSC. Công việc chính là giám sát an ninh trên không gian Internet, Minh Hiếu cho biết. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên không gian mạng, Minh Hiếu cho biết sẽ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho nước nhà trung bình năm hộ chiếu Anh được cấp cho người Hồng Kông trên mỗi phút. Tin tức từ London cho biết, Vương quốc Anh đang cấp giấy thông hành đặc biệt cho người dân Hồng Kông với số lượng nhiều nhất tính từ khi Hồng Kông bị trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 cho đến nay. Theo thông tin công khai do văn phòng hộ chiếu chính phủ Anh tiết lộ, trong 10 tháng đầu năm nay, khoảng 216.398 cư dân Hồng Kông có được hộ chiếu quốc gia Anh. Ngày 4 tháng 12, tờ Bloomberg trích dẫn tin tức do đạo luật tự do thông tin công bố, văn phòng hộ chiếu chính phủ Anh cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, khoảng 216.398 cư dân Hồng Kông đã có hộ chiếu quốc gia Anh, cao hơn bất bất kỳ năm nào kể từ năm 1997. Chỉ trong tháng 10, cơ quan này đã phát hành BNO cho 59.798 người Hồng Kông, tăng 52% so với cùng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số hàng tháng cao nhất kể từ khi Văn phòng Hộ chiếu Chính phủ Anh bắt đầu biên chế BNO vào năm 2015. Nếu tính toán dựa trên trung bình 8 giờ làm việc mỗi ngày, tương đương với hơn 5 BNO được phát hành mỗi phút. Mỹ siết visa với quan chức Trung Quốc, hủy 5 chương trình trao đổi văn hóa. Ngày 4 tháng 12 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ từ chối cấp visa cho các quan chức trung quốc có liên quan đến những hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài bằng bạo lực và các phương sách đe dọa khác quyết định này được áp dụng đối với các quan chức đảng cộng sản trung quốc hoặc bất kỳ ai khác tham gia các chiến dịch của ban công tác mặt trận thống nhất trung ương đảng cộng sản trung quốc cơ quan này gây áp lực lên những người ở hải ngoại đấu tranh cho nhân quyền của người duy ngô nhĩ ở tân cương người dân Tây Tạng và những nơi khác. Mặt trận dùng các chiến lược, chiến thuật cưỡng bức như công bố trên mạng các thông tin cá nhân của những người bất đồng chính kiến và thân nhân họ. Không chỉ cộng đồng Hoa Kỳ, Hoa Kiều mà cả giới trí thức, các nhóm xã hội dân sự ở Hoa Kỳ và các nước khác cũng nằm trong tầm ngắm nhằm áp đặt các quan điểm độc đoán của đảng hiện chưa thể biết được có bao nhiêu người Trung Quốc sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo lệnh mới. Được biết số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay khoảng 92 triệu. Như vậy, có hàng trăm triệu người liên quan sẽ không còn được đến Mỹ du lịch hay học tập. Đệ nhất phu nhân Melania bất ngờ tái xuất ở cuộc vận động tranh cử Georgia. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt ở tiểu bang Georgia vào tối thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 12 theo giờ Mỹ, cùng với Tổng thống Trump trong sự kiện vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau ngày bầu cử theo New Week. Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã đến Georgia để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri đối với hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa GOP, Kelly Leffler và David Perdue, trước cuộc bầu cử Thượng viện tiểu bang vào ngày 5 tới tháng 11 năm 2021. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bước lên bục kêu gọi những người ủng hộ giúp đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát Thượng viện bằng cách tái bỏ phiếu cho những nghị sĩ đương nhiệm của GOP. Tổng thống Trump tiếp tục chiến đấu vì các bạn, các mỗi các bạn mỗi ngày. Đệ nhất phu nhân nói trước đám đông, Đừng để tiếng nói của bạn bị cầm lặng. Chúng ta phải giữ được ghế của mình trong Thượng viện. Điều quan trọng hơn hết là bạn phải thực hiện quyền của mình với tư cách là một công dân Mỹ và đi bỏ phiếu. Hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe. Georgia, hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Thượng nghị sĩ Flaffler và Thượng nghị sĩ Perdue. Bà Melania Trump xuất hiện lần đầu bên cạnh Tổng thống vào tháng 6 năm ngoái khi ông khởi động chiến dịch tái tranh cử trong một cuộc vận động cử tri ở Florida. Nhưng vắn mặt ở hầu hết các sự kiện trong suốt phần còn lại của cuộc bầu cử. Trước những tràng pháo tay như sấm, đệ nhất phu nhân cũng ca ngợi nỗ lực chống dịch COVID-19 của ông Trump. Tổng thống Trump đã mang lại việc làm cho người dân Mỹ và gia tăng cơ hội việc làm cho phụ nữ trong lực lượng lao động của chúng ta, bà nói. Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam, giá trị còn khiêm tốn nhưng ngày càng tăng. Chính phủ Mỹ đã duyệt các hợp đồng bán vũ khí cho nước ngoài trị giá 175 tỷ US dollars trong năm tài chính năm 2020 từ mùng 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Theo thông báo từ mùng 4 tới tháng 12 của lầu năm góc doanh thu này tăng 5 tỷ US dollars so với năm 2019. Con số 175 tỷ bao gồm 51 tỷ US dollar doanh thu chính phủ Mỹ bán hàng quân sự cho nước ngoài và hơn 124 tỷ US dollar từ doanh thu thương mại trực tiếp của các doanh nghiệp Mỹ công bố ngày 4 tháng 12 cho biết, hợp đồng của các công ty Mỹ tăng từ 114,7 tỷ năm 2019 lên thành 124,3 tỷ năm 2020. Còn hợp đồng do chính phủ Mỹ dàn xếp trực tiếp thì có giảm từ 55,39 tỷ năm 2019 xuống thành 50,78 tỷ năm 2020 nhiều nghị sĩ tuyên bố thách thức kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn tại nghị viện. Dân biểu Mo Brooks từ tiểu bang Alabama hôm thứ Năm ngày 3 tháng 12 theo giờ của Mỹ đã chia sẻ với tờ Washington Times rằng nếu hành vi đánh cắp cuộc bầu cử của ứng viên Joe Biden không bị cử tri đoàn ngăn chặn, ông sẽ thách thức kết quả kiểm điểm của cử tri đoàn khi nghị viện chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Theo Sound of Hope, ông nói rằng đã có hàng chục thành viên Hạ viện ủng hộ ông. Họ sẽ không cho phép thông qua các lá phiếu đại cử tri tại các tiểu bang có nghi vấn gian lận. Ông Brooks cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Hill hôm thứ Tư ngày 2 tháng 12 rằng trong tình huống xấu nhất ông sẽ thách thức việc xác nhận kết quả bầu cử tại cuộc họp lưỡng viện. Bởi luật pháp liên bang cho phép các thành viên của cả Hạ viện và Thượng viện đưa ra các nghi vấn đối với các kết quả bầu cử Tổng thống tại cuộc họp lưỡng viện diễn ra ngày 6 tây tháng 1. Ông cho rằng bằng chứng gian lận có quá nhiều và nếu chỉ những phiếu bầu đủ hợp pháp được tính Tổng thống Trump đã giành được đa số phiếu đại cử tri đoàn và được bầu làm Tổng thống. Biden bị cấm tham gia tiệc thánh vì ủng hộ phá thai. Cựu Tổng thống giám mục Charles Chabot tuyên bố không cho phép Joe Biden tham gia lễ thực thánh, nói rằng ý kiến của ông không phải chính trị mà là để đảm bảo ý nghĩa của nghi lễ này, theo The Blaze. Đây là quan điểm mà tòa giám mục Chabot đã đưa lên tạp chí First Things. Ông cho rằng mặc dù Biden là người công giáo, nhưng lại ủng hộ việc phát thai, một việc làm trái với đạo đức rất nghiêm trọng, vì vậy nên tức quyền rước lễ của ông ta. Ông Chabot cho biết rước lễ là một đặc ân của Chúa chứ không phải quyền lợi riêng. Việc để Joe Biden tham gia cần các tổng giám mục khác xem xét bởi nó sẽ tạo thành tiền lệ và gây họa cho xã hội sau này. Khi cho phép người luôn làm trái với giáo huấn của giáo hội, nhưng lại có thể tham gia buổi lễ linh thiêng. Trường học ở New York mở lại một phần. Một số trường học công lập của thành phố New York mở cửa lại từ hôm nay sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng vào tháng trước. Thị trưởng Bill de Blasio đã đóng cửa các lớp học, các bậc cha mẹ rất bất bình khi nhà hàng và phòng tập thể dục vẫn mở cửa, trong khi hệ thống trường học công lập lớn nhất nước Mỹ vốn có ít ca nhiễm lại đóng cửa. Tuần trước, ông de Blasio đổi ý. Giờ đây, 190.000 học sinh mầm non, tiểu học và các học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ quay lại học 5 ngày. Một tuần, học sinh phải chấp nhận xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, ngẫu nhiên. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tiếp tục học trực tuyến. Cũng như các học sinh đã chọn đóng học phí học từ xa, các trường học có thể tự đóng cửa nếu tỷ lệ lây nhiễm tăng đột biến ở các khu vực lân cận. Điều có vẻ khả thi và tỷ lệ lây nhiễm của thành phố hiện đạt mức 5% và tiếp tục tăng. Cổng trường có thể sớm đóng lại. COVID, phần lớn California phải đối mặt với phong tỏa nghiêm ngặt mới. Phong tỏa ở San Francisco bắt đầu đêm chủ nhật, sớm hơn một chút so với một số khu vực khác của tiểu bang. Nhiều phần của tiểu bang California, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc phong tỏa nghiêm ngặt mới khi các ca nhiễm COVID-19 tăng lên khắp, khắp tiểu bang và cả nước. Hơn một nửa trong số 40 triệu người của tiểu bang sẽ phải tuân theo lệnh ở nhà theo thông báo của thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Năm. Nhiều cơ sở kinh doanh sẽ bị đóng cửa và mọi người sẽ bị cấm gặp bất kỳ ai bên ngoài gia đình của họ. Lệnh này được kích hoạt vì năng lực chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện bị giảm mạnh. Phần phía nam của tiểu bang và thung lũng trung tâm California sẽ là những khu vực đầu tiên phải chịu các hạn chế mới vào lúc 23 giờ 59 giờ địa phương hôm Chủ nhật. Các khu vực khác có thể theo sau trong vài ngày. San Francisco sẽ có phong tỏa của riêng mình cũng bắt đầu hôm Chủ nhật. Việc California đóng cửa vào tháng 3, trong đó tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu bị đóng cửa, được coi là mô hình ban đầu cho Hoa Kỳ khi bắt đầu đại dịch. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ hôm thứ Bảy báo cáo số ca nhiễm coronavirus kỷ lục trong 24 giờ trong ngày thứ Ba liên tiếp 200 30.000. Công cụ xác định tin giả của Facebook nhận tài trợ từ Trung Quốc. Facebook đang kiểm duyệt các cáo buộc gian lận bầu cử nhờ cái gọi là công cụ xác minh dự kiện độc lập nhưng lại được tài trợ bởi Big Tech và Trung Quốc theo tờ Federalist. The Federalist hôm thứ Hai ngày 7 tháng 12 đã xuất bản một bài báo có tiêu đề video kiểm phiếu ở Georgia không hề được vạch trần dù chỉ một phút của biên tập viên tập viên cấp cao của tờ Federalist và bà Molly Hemingway. Bài báo này đã xem xét việc một trong những công cụ xác minh dữ kiện fact checker của Facebook đã bác bỏ các tuyên bố liên quan đến một video chấn động củng cố các cáo buộc gian lận bầu cử của Đảng Cộng Hòa ở Georgia. Trên thực tế, công cụ xác minh dữ kiện này không phải của Facebook, mà là một công cụ độc lập Independent Facts Checker được Facebook chỉ định để xác định các tin giả và dán nhãn cảnh báo cho người dùng trên nền tảng mạng xã hội này ít nhất là trên danh nghĩa. Một thời gian trước khi bài báo này của bà Hemingway được đăng trên Facebook, tờ The Federalist đã phát hành một thông báo đến độc giả của họ rằng bài đăng này bị Facebook gắn nhãn vì tuyên truyền thông tin sai lệch. Tuyên bố này của Facebook dựa trên kết quả xác minh dữ kiện của một công cụ bên thứ ba, Lead Stories. Mỹ chế tài thêm 14 quan chức Đảng Cộng sản Trung Cộng để phản hồi về vấn đề Hồng Kông. Mỹ đã trừng phạt thêm 14 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc để đáp lại hành động của chính quyền Bắc Kinh vào tháng 11 đã tức bỏ tư cách bốn nhà lập pháp Hồng Kông. Động thái khiến trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, người phát ngôn Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc tức giận nhảy dựng lên. Như đã biết, ngày 11 tháng 11, chính quyền Hồng Kông thông báo tước bỏ tư cách thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông của bốn nhà lập pháp Hồng Kông, Dương Nhạc Kiều, Quách Vinh Khanh, Quách Gia Kỳ và Lương Kế Sương. Thông báo căn cứ và quyết định của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung ương Quốc hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông tin này đã thu hút sự chú ý từ công luận. Theo Reuters của Mỹ, Ngày 7 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức công bố danh sách trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông. Trong đó có cả phó ủy viên Trưởng ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 13. Đây cũng là lần thứ tư Mỹ ra biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và Hồng Kông kể từ sau khi Đảng Trục Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Rodgers cũng cho biết rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ liên quan đến 14 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản bản thân người bị trừng phạt và thành viên gia đình trực hệ của họ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Giá lương thực thế giới chạm trần trong đại dịch COVID-19 Một báo cáo từ Tổ chức Nông lượng Liên Hiệp Quốc đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng lương thực. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, giá lương thực toàn cầu không ngừng tăng và đã cán mốc mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Tờ Dutch Well ngày 6 tháng 12 đưa tin, hôm thứ Năm ngày 3 tháng 12, Tổ chức Nông lượng Liên Hiệp Quốc được viết tắt là FAO đã đưa ra báo cáo cho biết vào tháng 11 năm 2020, giá lương thực quốc tế đã ở mức cao nhất trong 6 năm qua. Tổ chức Nông lượng cho biết việc tăng giá là một gánh nặng thêm cho những người có thu nhập giảm vì COVID-19. Tổ chức này chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã trở thành nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng mất an ninh, nguồn cung, nguồn cung lượng thực toàn cầu đại dịch đang làm trầm trọng thêm và gia tăng các điều kiện vốn đã mong manh do xung đột, dịch, hại và thời tiết khắc nghiệt, bao gồm các cơn bão gần đây, Trung Mỹ và lũ lụt ở châu Phi, cơ quan này cho hay. Tổ chức Nông lượng cho biết 45 quốc gia, 34 trong đó ở châu Phi, tiếp tục cần sự trợ giúp từ bên ngoài trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Ủy ban nhậm chức chưa công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử. Thứ ba, ngày 8 tháng 12, Ủy ban Quốc hội hỗn hợp về lễ nhậm chức, được viết tắt là JCCIC, đã tổ chức bỏ phiếu để xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. JCCIC có 6 thành viên chia đều cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Các ủy viên đảng Cộng Hòa bao gồm lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell. McConnell lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kelvin McCarthy, và Thượng viện nghị sĩ Roy Blunt, các ủy viên Đảng Dân Chủ gồm có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đảng đạo phe đa số Hạ viện Stanley Hoyer, và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar trong cuộc bỏ phiếu hôm 8 tháng 12 do cả bao ủy viên của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu phản đối nghị quyết này nên JCCIC chưa thể công nhận ứng viên Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Các ủy viên JCCIC của Đảng Cộng Hòa nói rằng họ phản đối nghị quyết bởi vì đầu tiên phải hoàn tất các quy trình liên quan đến bầu cử, sau đó mới có thể xác nhận Tổng thống đắc cử. Thượng nghị sĩ Blunt cho biết trong một tuyên bố sau đó công việc của Ủy, Ủy ban Quốc hội hỗn hợp về lễ nhậm chức không phải là vượt trước tiến trình bầu cử và quyết định ai sẽ nhậm chức. Thách thức mà JCCIC phải đối mặt là tổ chức lễ nhậm chức an toàn trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, các thành viên của JCCIC sẽ tuân thủ truyền thống hợp tác lưỡng đảng lâu đời của ủy ban và tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Khi trao đổi với giới truyền thông, lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell nhấn mạnh việc cử tri đoàn sẽ gặp mặt để bỏ phiếu bầu Tổng thống vào ngày 4 tây tháng 12 ông McConnell cho biết cử tri đoàn sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 4 tháng 12 để bỏ phiếu. Sau đó buổi lễ tuyên thệ của Tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Hôm thứ Ba, mùng 8 tháng 12, bang Texas đã đệ đơn kiện các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin lên tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Lý do là các nơi này Lật đã thực hiện những thay đổi vi phạm hiến pháp trước cuộc bầu cử năm 2020. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép người Hồng Kông tị nạn tạm thời ở Mỹ. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật trong đó ưu tiên cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người Hồng Kông tại Mỹ, trước bối cảnh Bắc Kinh tăng cường việc đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ cụ thể bằng hình thức bỏ phiếu miệng tức là voice vote, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật tự do và lựa chọn của người dân Hồng Kông năm 2020. Hong Kong People's Freedom and Choice Act, đạo luật sẽ cung cấp tình trạng bảo vệ tạm thời cho những cư dân Hồng Kông hiện đang ở Mỹ. Những người lo sợ bị đàn áp nếu họ quay trở lại Hồng Kông, quy định này cũng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý các đơn xin tị nạn cho những người Hồng Kông chạy trốn khỏi cuộc đàn áp. Dự luật này sẽ chờ thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua. Vấn đề này được đánh giá nhận được sự ủng hộ từ cả Đảng Cộng hòa và dân chủ. Luật tương tự đã được đưa ra tại thượng viện Mỹ vào hồi tháng 7 năm 2020. Công ty Việt Nam lọt vào danh sách đen bị Mỹ trừng phạt. Mỹ hôm 8 tháng 12 đưa 6 công ty vào danh sách đen, trong đó một công ty Việt Nam cùng 4 con tàu bị cáo buộc tham gia vào việc xuất khẩu bất hợp pháp than cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, thông tin đăng trên trang tin bộ tài chính Mỹ. Hội đồng báo an Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu than đối với Triều Tiên vào năm 2017. Cơ quan gồm 15 thành viên này nhất trí đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng kể từ năm 2006 trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Theo ông, chế độ Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành khai thác mỏ, bao gồm than đá, bốc lột người dân của mình để thúc đẩy các chương trình vũ khí bất hợp pháp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin nói trong một tuyên bố: "Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục lách lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với việc xuất khẩu than, một nguồn doanh thu quan trọng giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Philippines nhận 29 triệu USD thiết bị quân sự từ Mỹ để tăng cường phòng thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết hôm thứ ba." Nước này đã nhận 1,4 tỷ peso, tức là 29 triệu US dollars, thiết bị quân sự từ Hoa Kỳ, một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ và chống khủng bố của nước này theo Reuters. Các thiết bị bao gồm súng bắn tia và thiết bị chống nổ tự chế đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Christopher Miller, người đang có chuyến thăm hai nước Đông Nam Á bản giao trong chuyến thăm việc hiện đại hóa AFP, lực lượng vũ trang của Philippines, sẽ cho phép chúng tôi đối phó hiệu quả hơn các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với quốc gia hàng hải như chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Deflin Lozana, cho biết trong một tuyên bố. Đến nay, Philippines là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nước này đã nhận được máy bay, tàu, xe bọc thép và vũ khí cỡ nhỏ trị giá 33 tỷ peso kể từ năm 2015. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và toàn thể gia quyến một ngày an lành và luôn luôn bảo trọng trong việc, trong việc COVID-19 này. Quý vị ơi, Ngọc Dung nói đến đây xúc động quá nên cả lầm nha. Quý vị thông cảm cho nhá à, tại vì nghĩ có nhiều người đã bị chết trong COVID-19 này và xin tất cả chúng ta nên thận trọng và nhớ đeo mặt nạ cẩn thận nha tại Lancaster Pennsylvania này nơi Ngọc Dung đang ở đã có nhiều người Việt Nam đã bị lắm rồi và có mấy người đã ra đi xin quý vị hãy bảo trọng và rất là bảo trọng nên đeo mặt nạ và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Tổng thống Trump để ông ấy được tái đắc cử để giúp đỡ cho nước Mỹ và toàn thế giới. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.